con gái đi chuyển công tác chỗ khác á. Hồi trước làm trong Bình Dương rồi chuyển về Sài Gòn làm rồi về quê lấy chồng luôn. Không biết gì luôn. Không biết gì luôn. Quen mấy năm? Dạ quen cũng hơn 2 năm. Đối với phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương nhưng mà phải biết quan tâm chia sẻ cho cái tình cảm của mình với lại bồi đắp cái tình cảm của mình để mà mình có thể gắn bó với nhau hơn. Có quan tâm như những ngày kiếm tiền khỏi quan tâm được ha. Nha. Không hỏi. Ngon luôn. Hỏi gì hỏi? Cô nào cũng thích không hối, hối quá năm động được. Khi nãy thì anh có nói một câu nè, quá hay quá thì anh sẽ bỏ luôn á. Thì em cũng hơi lo lắng về khoản đó thôi. Là có nghĩa là bị cấm sừng. Có nghĩa là đang quen hoặc là đang sống với mình mà đi quen người khác. Mà mình có chứng, có bằng chứng mình mới nói chứ không. Đúng phải rồi, là tự nhiên mà ghen bóng dân cho cái đó dứt khoát là không. Phải tôn trọng lẫn nhau. Nó còn vấn đề chiều thì dĩ nhiên là phụ nữ thì ai cũng được chiều, ai được thích chiều. Phụ nữ là để yêu thương, để chiều chuộng. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Tuấn Khanh. Em sinh năm 1984, quê quán ở Đồng Tháp. Hiện em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Em làm gì? Dạ công việc của em là kinh doanh dịch vụ du lịch á. À, tức là kinh doanh xe chạy hả? Dạ. Là xe của mình hay là mình? Dạ, xe của em. Xe của em luôn. Dạ. Nhà gái giới thiệu về mình ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Dung, sinh năm 1986. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại công việc của em là nhân viên mua hàng cho công ty Nhật. Mình sống ở Đồng Nai với ai ạ? Em sinh sống với bố mẹ. Còn em đang sống với ai? Hiện tại thì em sống một mình. Ba mẹ đang ở đâu? Mẹ thì đang ở với em gái. À sao mình không ở chung với nhà mẹ? Cái công việc của em là đi sớm về khuya. Để khi 12 giờ đêm khách gọi em đi. Mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở Bình Dương. Vậy là lấy vợ về chắc không phải làm dâu rồi đó. Dạ. Tại vì không thích ở chung đúng không? Dạ. Có thể ở gần được. Ở gần thì được. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em không cờ bạc, không rượu bia. Có thể khi mà em làm công việc gì thì em phải làm cho nó hoàn thật tất cho thật tốt. Mấy ông tài xế là chạy gặp người nào cũng yêu thương rồi chứ? Dạ không có. Có liếc qua liếc lại? Dạ không, dạ không. Có không? Dạ không. Nhưng khuyết điểm của em thì dễ tin người lắm. Có khi em coi một cái clip ở trên mạng thấy người ta khổ quá mình cũng có thể ghê nữa quá. Dạ, em thì biết làm việc nhà, phụ được tất cả công việc nhà. Ừ, giỏi rồi. Mà nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm tới người khác. Còn về khuyết điểm của em thì em hay che giấu cảm xúc của mình. Thứ hai là em rất là dễ tin người với lại rất dễ bị những cái yếu tố bên ngoài, có thể là những người khác nói một cái gì đó có thể mình suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ dễ bị tổn thương, gọi là dễ bị tổn thương. Là hay suy diễn đó em. Nhiều khi người ta nói người ta không có ý gì làm cho em tổn thương nhưng em lại suy nghĩ thành nó sự tổn thương. Hai bạn này hay tin người đó, không phải ai cũng xấu hết trơn đâu. Nhà gái là hơi tin người. Dạ, em hơi hay buồn nữa. Em thì quá tin luôn. Chết rồi. Đâu sao đâu. Hai người đi về tin nhau đi. Ừ. Rồi bây giờ nhà trai cho nhà gái biết về tình duyên thuở trước nó như thế nào đi. Dạ em thì cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 2007. Bạn gái đi chuyển công tác chỗ khác á. Hồi trước làm ở trong Bình Dương rồi chuyển về Sài Gòn làm rồi về quê lấy chồng luôn. Không biết gì luôn. Không biết gì luôn. Quen mấy năm? Dạ quen cũng hơn 2 năm. Mối thứ hai thì do người ta chê mình nghèo á. Không biết đó, thật. Chê luôn vậy đó. Dạ, hả? Chê thẳng quen bao lâu mà người ta biết mình nghèo? Quen thì làm chung công ty. Lúc đó là em còn làm công ty. Người ta là người dân Bình Dương. Người ta nói nhà không có nhà ở Bình Dương là không có tới. Không cho tới nhà luôn. Trời, chia thôi, chia tay luôn, đúng rồi đó. Mối thứ ba. Thứ ba thì do cái công việc, đặc thù công việc của em á. Thì đi nhiều, không có thời gian để quan tâm. Bây giờ thí dụ quen cô bên kia rồi không có thời gian chăm ta không? Cái đó là mình sắp xếp được. Thứ bảy chủ nhật lễ Tết này kia đó là những ngày đó mình đi kiếm tiền. Còn có thể mình bù lại những ngày khác được. Thì bên kia người ta không chịu vậy. Nên là bây giờ phải hỏi coi là bên này chịu không? Có tiền là được, có tiền là có được. Có tiền là được rồi đúng không? Ừ. Thôi chào em gái. Thì giờ thí dụ ngày lễ ngày Tết, mùng 1 Tết, mùng 2, mùng 3, mùng 9 Tết, mỗi ngày anh ấy chạy được 50 triệu. 9 ngày là 450 triệu. Anh đi làm kiếm tiền, anh không đưa em đi chơi. Em có buồn không? Dạ thì thực tế mà nói thì ai cũng buồn, ai cũng sẽ buồn anh. Ừ nhưng mà anh để cho anh đi hay là bắt buộc anh ở nhà phải đi chơi với em? Nếu trường hợp ví dụ sau này là hai người kết hôn mà anh đi làm kiếm tiền vậy thì em sẽ để anh đi kiếm tiền. Đúng rồi. Quan trọng lúc yêu nhau. Nói chung là phải thông cảm, chia sẻ với nhau. Có tiền mà em là có tất cả. Có tiền bùng là lại mấy người khác. Mấy ngày khác đi chơi tha hồ luôn. Mày đi chùa thôi em. Dạ em đi chơi với bạn. Đúng rồi. Đó. Đi chơi với bạn. Đúng. Được. Bên kia có 3 mối tình mà thật quá cái trơn đó. Bên này mấy mối? Em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời học sinh còn nhỏ. Rồi bỏ qua. Mối tình thứ hai thì khi mà em làm việc ở bên Nhật á, thì cũng có quen cái người bạn đi Nhật đó. Rồi đúng không? Dạ em đi Nhật rồi. Khi mà về thì cũng khoảng cách xa, với lại cũng tình cảm nó cũng bị lung lay á. Bỏ qua luôn. Cũng qua luôn. Còn cái người sau này cũng quen khoảng có mấy tháng thôi, cũng không có sâu đậm gì. Mấy tháng bỏ luôn. Rồi, coi như không có gì sâu đậm trơn trời. Đó, bây giờ tới cái mối tình này nè là em mong muốn sao nè? Đối với phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương nhưng mà phải biết quan tâm chia sẻ cho cái tình cảm của mình với lại bồi đắp cái tình cảm của mình để mà mình có thể gắn bó với nhau hơn. Có quan tâm như những ngày kiếm tiền khỏi quan tâm được ha.
nha. Có gì không thích nữa không? Cái gì không thích? Mong muốn người bạn trai đó thì cao khoảng tầm 1m68 trở lên. 68. Được. Không không quá gầy cũng không quá mập. Vô, không vô không hói. Ngon luôn. Hói gì hói? Cô nào cũng thích không hói, hói hói. Hói quá năm động được. Bây giờ em lấy người ta đẹp trai vậy, này kia không có hói, nhưng vài bữa về có một hai đứa là hói rồi, đừng có bỏ người ta, tội nghiệp người ta nha. Dạ. Rồi nhà trai bỏ sao nè, mong muốn có một người nhà bạn gái như thế nào? Chiều cao thì từ 1m55 trở lên là được. Được. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Vui, bên kia vui. Người dưới. Có. Biết quan tâm chia sẻ, có hiếu với cha mẹ là càng tốt. Em sống với mẹ thì gần mẹ, nhưng mà mình có thể không ở chung, nhưng mà ở gần có thể quan tâm lo lắng. Rồi có điểm nào không thích ở con gái không? Không thích mà cái kiểu như mà nhắn tin với người bạn khác giới mà mập mờ á, gọi là không chung thủy á. Rồi nhắn là phải mập thiệt chứ không có mập mờ, đúng không? Vậy là ông này cũng ghen dữ lắm. Dạ, không. Có hay kiểm tra điện thoại người ta không? Dạ không, tự do, nếu mà em thấy không được thì cứ cho đi thôi chứ không có ghen. Ôi ôi, ông này nha, ông này ông ghen cho mà biết nghe. Đi với ai nè? Dạ em đi với ông anh, làm anh bạn. Dạ chào đại diện nhà trai. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ, bạn gái này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng hoạt bát, cũng năng động. Ở chỗ bạn Khanh thì cũng rất là năng động, cũng háo vác trong công việc. Tuy nhiên chỗ bạn Khanh là do ở một mình, ở riêng một mình, không ở chung với mẹ, thì cái thiếu cái người đồng hành chia sẻ. Thì hy vọng là bạn gái sau này sẽ hỗ trợ cho bạn Khanh chỗ đó. Thì hy vọng hai bạn sẽ nắm bắt được cơ hội và tạo cái điều kiện cũng như là kết nối, tìm hiểu với nhau, để mà hy vọng hai bạn sẽ được tìm được cái bến đỗ hạnh phúc của mình. Dạ, cảm ơn em trai. Anh đi với ai? Em đi với mấy người bạn của em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em vừa là người em mà cũng là một người bạn của chị Dung đây. Em quen biết chị khá từ lâu rồi, từ hồi quen bên Nhật. Cái mối tình bên Nhật của chị đó là có em đồng hành cùng. Em cảm nhận được chị Dung là một người sống rất là tình cảm. Nếu mà người yêu ấy, chị rất là chiều chuộng luôn. Chiều chuộng mà đi chơi cùng em thấy bực mình luôn ấy. Ngược lại thì bên cái người yêu của chị cũng phải chiều chuộng lại chị. Có một chút nhường nhịn ấy. Khi mà hai người găng lên ấy, chị Dung thì rất là tình cảm. Nhưng mà nếu mà người yêu mà căng quá ấy, nhiều khi căng quá là chị cũng không có nhường. Nhưng mà chị bên cái người bạn nam ấy, mà chỉ nhường một chút thôi là chị cũng sẽ nhường lại. Bên bạn nam này thì em thấy cũng là chín chắn, rồi cũng có vẻ dễ tính, cũng có thể chiều chuộng được. Nhưng mà khi nãy thì anh có nói một câu là quá hay quá thì anh sẽ bỏ luôn á, thì em cũng hơi lo lắng về khoản đó thôi. Là có nghĩa là bị cấm sừng, có nghĩa là đang quen hoặc là đang sống với mình mà đi quen người khác, mà mình có bằng chứng mình mới nói, chứ không phải là tự nhiên mà ghen bóng ghen gió. Cái đó dứt khoát là không, phải tôn trọng lẫn nhau. Nó còn vấn đề chiều thì dĩ nhiên là phụ nữ thì ai cũng được chiều, ai được thích chiều. Phụ nữ là để yêu thương, để chiều chuộng. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà gái. Vẹt rào. Mở rào. Bước qua đi em. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Ngày mai anh cũng mong là khi về nhà em cầm heo này sẽ nhớ tới anh. Dạ. Anh cũng mong gặp tình cảm chúng ta sẽ màu hồng như con heo. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng cho anh cầm cho. Cái này hy vọng khi anh về anh sẽ mở ra. Anh là chạy xe suốt luôn hay là ngày làm ngày nghỉ? À không, thì như anh thì có khách đặt xe là anh mới đi. Vậy thì thời gian rảnh khi mà khách không đặt xe thì anh thường làm gì? Anh chỉ ở nhà chơi với cháu, qua nhà mẹ chơi rồi ở nhà đó rồi chơi với cháu. Nhà mẹ anh ở gần đấy à? À, ở trọ gần đó. Về quê anh ở Đồng Tháp. Em nghĩ sao về nếu mà có một người bạn trai hoặc người chồng là tài xế dịch vụ? Thì em cũng không quan trọng nghề nghiệp của cái đối phương là gì, nhưng mà miễn sao cái người đó đưa đến cho mình cái cảm giác thứ nhất là an toàn, thứ hai là phải biết quan tâm chia sẻ cho mình, thứ ba là cái người đó phải biết giống như trong cuộc sống phải quyết đoán và phải tính tình thì cũng phải khiêm tốn và cũng không có giống như là cái này em đang nói ở phía ngoài thôi, là ra ngoài không có khoe mẽ này kia, nếu sống thì phải khiêm tốn. Được. Từ nói chung là điềm tĩnh trong mọi chuyện, khi mà có vấn đề gì xảy ra thì mình phải điềm tĩnh giải quyết cho nó ổn thỏa. Đúng rồi. Chúng ta bước tới gần chút xíu đi anh. Nắm tay Dung, hai người gần chút xíu. Hai người nắm tay nhau, nhìn thẳng mắt nhau nào. Đấy. Để về chung một gia đình, chúng ta cần gì trong gia đình với nhau? Nếu mà về chung một gia đình thì cái quan điểm của anh là không phân biệt công việc của ai, chỉ có người rảnh phụ người bận thôi, chỉ sanh đẻ là không được nha. Đó. Cho nên là anh sẵn sàng phụ tất cả những công việc, ví dụ như nhà cửa hay là cái điều gì anh làm được thì anh sẽ làm tất cả. Còn vấn đề mà quan tâm chiều chuộng bạn gái, người yêu hoặc là vợ của mình sau này
thì cái đó điều đó là điều cái trách nhiệm luôn của người nam rồi. Thật sự chúng ta đến đây đã có cái duyên thì anh cũng mong rằng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Hy vọng những cái gì anh nói được anh sẽ làm được. Không, anh ở đây anh hứa không phải là với chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh hay với em hay là tất cả mọi người đây, mà đây là cái chương trình này anh rất là mến mộ. Dạ. Mà có thể nói là cả người Việt cả thế giới đều nghe được. Dạ. Những gì anh nói tại đây, cho nên là khi anh nói được anh sẽ làm được. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, cũng đã hiểu nhau được một chút xíu rồi. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem con tim của mình nó đang như thế nào. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Chúc mừng, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi khá hợp nhau. Các bạn sẽ bổ trợ cho nhau nhiều thứ. Chúc các bạn hạnh phúc. Một nụ hôn đầu tiên. Trời, gì đâu dữ vậy? Làm dữ vậy? Nào, anh xin phép. Trời đất ơi. Đi đâu vậy con? Con đi hẹn hò cô. Rửa nhà, coi chừng nhà. Trời đất ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện con của em hả? Thôi, đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, vậy đừng có đuổi người ta gì vậy? Không có được. Anh không có được, đi. Gì vậy? Chơi chơi đuổi. Hả, cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó, tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn hò. Ngồi qua đây. Không có được, trời đất ơi má. Không được, gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết, ngồi xuống. Con ngồi xuống thôi. Con ở đâu vô? Dạ ở Huế. Ở Huế? Dạ. Con đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô? Dạ. Cô làm gì cô có quyền? Ở nhà cô có quyền, còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò. Ai cũng có quyền đăng ký tham gia. Đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào là chuyện đó. Quan kia thì tôi giải quyết cho. Thôi nhân viên. Thôi không được. Con. Quan kia. Cái gì đấy? Bữa nay giải quyết rồi. Quan kia. Qua đây. Chương trình tôi đang tự nhiên đuổi con cháu tôi về. Để tôi lo bên đây cho. Chú chào con. Dạ con chào chú. Con nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Tên gì? Thương Hoài. Thương Hoài. Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha. Ủa mà cháu mà. Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi, làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Giờ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện? Bên kia là cái ghế kia kìa. Cái ghế của tôi, ở bên ghế của anh Huyền Linh. Xin chào chương trình, xin chào các bạn. Mình tên Thành Luân, mình đến từ Bình Phước. Mình đang làm công việc ở gara sửa xe ô tô quận 7. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ là con hay em? Mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ thôi mời con nghe. Con á, vậy mời con ngồi. Thôi bây giờ nè, chú Quỳnh Linh hỏi nha. Dạ. Con vô đây ở với cô Cát Tường. Dạ. Con làm gì? Dạ con đi học nghề tóc thì nail. Sao con có 23 tuổi mà con đi kiếm bạn gái, kiếm vợ làm chi vậy? Nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên... Cái gì? Nói cái gì vậy? Môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra? Cạn kiệt là sao? Là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết, không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ. Nằm trong xe là sao, nói rõ hơn. Là em là thợ máy, em sửa xe không à. Không lẽ sửa cả ngày cả đêm, có thời gian nào riêng cho mình? Thời gian đêm thì lúc đó thì lúc mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ. Vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái? Thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn nhé. Vui gì nói thử cô nghe vui không? Ví dụ như tối dắt đi uống nước, dẫn đi hồ đá chơi. Đó, con nghe bạn Lương Minh kia nói chưa? Rủ bạn về, bạn dẫn đi hồ cá với nằm trong xe hoài con thích á. Dạ đi hồ cả thì con không thích, đi công viên ngắm chỏ thì được. Trời, sở thích gì kỳ lạ vậy? Dạ thì con thích chò lắm chú. Con thích chó hả? Dạ. Bây giờ nè, bên đây á sở thích là dắt đi công viên ngắm chó. Bên kia sở thích là gì, có thể cho biết được không nhỉ? Sở thích của em thì em được thích ngắm gái xinh. Ngắm gì? Ngắm gái xinh. Ngắm gái xinh trời ơi. Dạ. Bên bên thích ngắm chó, bên thích ngắm gái. Nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm là đều bị mắng vốn. Là sao? Tại sao bị mắng vốn? Tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là toàn những cô có chồng nghe không à. Còn mỗi lần ngắm là mấy cô để ý, mà để ý xong là hợp dân phố lại là ra mét gara em à. Trời đất ơi. Giòn cái gì mà đến mức mà bán ra hợp dân phố?
Nói chung là mình không có giờ nhiều, chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung lên. Dạ cũng ồ. Vậy là đi họp trên phố đó hả? Dạ. Gây rối trật tự. Gây rối trật tự, phá rối chị em phụ nữ xung quanh. À, nói vậy là xạo. Nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không là ồ mắc mớ gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Đây, thành thật thì em thì sửa xe á, có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà chiều đi. Không, 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 cái đó. Phải họp cửa dân phố chứ, đúng không quý vị? Trời. Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không có ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà cái bằng vô tình. Không, này bữa nay em tới đây được là mai đó. Tưởng đâu mặt mày bầm tím đi, không nổi tới đây rồi đó. Rồi vậy bây giờ em thích những cái ưu điểm gì của người bạn gái tương lai của mình? Em thì em thích người phụ nữ khuôn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương. Và thứ nhất là em thích gái có vỏ. Chi vậy? Tại vì những cái lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu vỏ để xả chết. Cái gì trời? Sở thích lạ luôn vậy. Nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi. Cùng miền Trung với em. À vậy hả? Dạ. Nói chung cái vậy là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cơ hội để dở màn. Ai cho dở, ai cho dở. Trời ơi, vui gì đòi dở rồi. Bây giờ chú lên hỏi con nè. Dạ. Mẫu người yêu của con thế nào? Dạ mà nếu được thì có rau quay nón hay là lụa mông tiên hay là răng khến. Căm trẻ càng tốt. Tao cười cô coi coi con. Em chẳng có những gì của bạn gái hết. Thì đó là nếu được thôi cho con. Đúng rồi, muốn người yêu của con là đừng có đòi hỏi hôn quá. Muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá. Nói chung đừng có ép. Tức tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn mà con thấy cảm thấy thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? Dạ có. Tức quá, em qua coi trước nè, anh coi trước nè. Có gì đâu coi. Đâu quên á. Ngày nào coi thì coi gì nữa. Thôi để anh coi. Con ơi, không có này làm sao mà không cứ nằm dưới coi người ta hoài. Được, đẹp trai. Sao cô chịu không? Nhỏ lớn hơn con tuổi con chịu không? Dạ chịu. Chắc chắn chịu không? Dạ chắc chắn. Thề đi. Thề. Thề sao? Thề cái người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu. Do dễ nói tiếng dễ thương quá. Trời ơi. Bên kia có đồng tiền. Dạ. Trẻ của Cát Tường nhiều. Tóm lại là nếu con là cháu chú cũng chịu thế con á. Dạ. Được á. Dạ. Nhưng mà có tật đừng có nhìn người ta mặt mấy, đừng nhìn nữa nha. Thề không? Thề. Chứ thề để con kia nghe đi sao. Bỏ không nhìn sao, thề đi. Xin thề với bạn gái đó là nếu mà sau này có xảy ra anh chàng đó chắc không dòm nữa đâu, dòm bạn gái thôi. Được. Được. Chấm mày à. Thì con nghe cho con. Dạ. Thì con nha, chú biết nha. Thôi, tôi bỏ tay rồi. Đừng có thừa chú nha. Rồi, kéo màn lên. Chú này chú hồi hộp. Không được chắc cô Cát Tường chửi chú chắc nát luôn á. Ai à, vô tự giới thiệu vợ tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn cái gì nữa. Bạn tới từ từ. Đừng có nhìn thấy được chưa? Dạ, thấy tắt bính rồi, rất ok rồi. Tắt bính ok hả? Dạ. Cho em giỡn mặt đi. Sợ lắm rồi nè. Dạ, đó, chào đi. Anh. Chào anh bạn gái. Sao? Dạ, anh thấy em sao? Chưa gì kêu bạn gái rồi. Anh thấy em sao? Em thì rất là dễ thương. Cũng mới lấy một tiền. Ra Huế bao giờ chưa? Mình chỉ mới ra tới Quảng Nam mà chưa ra tới Huế. Có tỉnh ra Huế không? Thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra. Nếu được chắc tháng sau cũng ra. Còn một phút nữa nói tiếp đi. Cao mét mấy? Mình cao 1m74. Không cần mình đứng cho mình bạn coi. Anh trong gia đình? Mình là con cả trong gia đình. Mình còn một đứa em trai nay đang học 12, một đứa em gái này đang học lớp 1. Em không thích con trưởng cho lắm. Con trưởng như con thứ rồi. Mẹ bị lén. Tại vì nhà em của anh nó nắm quyền hết. Dạ anh còn nguyên như vậy hả? Dạ anh còn nghe lời mẹ không? Mẹ thì tất nhiên phải nghe rồi. Mẹ là người trên nhất mà. Nghe lời mẹ để bỏ vợ hả? Không, lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình. Tại vì mẹ mình rất là dễ thương. Dạ. Rồi hết chưa? Rồi chúng ta có 3 khắc. Để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút, hay là hai người đều bấm nút. Chuẩn bị. 1
hai. Tôi mệt rồi nha. Kia đầu chắc ký vô gãi hoài. Hư rồi anh ơi. Chưa bấm gì nữa, nó hư rồi. Sao? Dạ. Bạn nữ bấm rồi đó. Bạn nữ bấm em cũng bấm rồi. Bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào? Nói chung là tuyệt vời luôn, tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi. Chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình. Rồi, hai người có thể nắm tay ôm nhau thật chặt. Không vậy được không? Dạ, mai một rồi cho nằm thịt ngót. Một rồi cho nó hết đó, rồi ok luôn. Rồi, hai bạn chờ, chúng ta sẽ quay số may mắn. Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đang làm gì? Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Kỹ sư điện hả? Dạ. Kỹ sư rồi. Điện. Còn con, mình giới thiệu nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn bộ khán giả trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là điều dưỡng, hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. À vậy dạ. Hả? Điều dưỡng hả con? Dạ. Làm ở đâu? Ở bệnh viện 175 á lên. À, là ở Gò Vấp á. Bé làm bên điều dưỡng. Hai đứa cùng tuổi luôn, 27 luôn. Rồi nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. À dạ, thưa chú Quyền Linh và bạn trai thì con có điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con có điểm yếu gì không? Dạ, con hơi bị nhút nhát và kiểu sống hơi cạn nể và thật sự mà nói dạ. Thì người điều dưỡng được rất là trân trọng. Nói về nói những người điều dưỡng đó không có bà con thân thích gì, những bệnh nhân, nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Quyền Linh đó rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Những điều dưỡng rất là nhiệt tình. Đôi khi cũng có vài người á là bởi vì bị áp lực nhiều áp quá, lực quá áp lực. Đôi khi bị bệnh nhân chửi la sùm này, đôi khi ta cũng bị stress. Có những lúc ta cũng có một vài lời qua tiếng lại, nhưng đó cũng chỉ là bộc phát thôi. Chính ra những người điều dưỡng rất là dễ thương nha. Mình cưng những người điều dưỡng lắm á nha. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè. Xinh xắn vậy đó hả? Nghe điều dưỡng là cưng à, mà thợ điện cũng cưng nữa. Dạ, con cảm ơn cô chú ạ. Rồi bây giờ nè, con nói cho cô nghe đi. Cái chuyện tình của con á như thế nào? Con có mấy mối tình rồi? Dạ, kể ra hơi ngại nhưng mà nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ. Chưa con, có ha? Dạ, là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. À, dạ. Tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá, dạ. Đúng không? Không có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng rồi. Khá là áp lực ạ. Dạ. Cô điều dưỡng chưa có người yêu. Bây giờ nhà trai sao nè, thợ điện. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu mình gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng và có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Dạ. Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon, nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi, giỏi vậy mày, rửa chén lau nhà luôn. Dạ, con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kệ, hát đại đi dạ. Con. Thấy không? Chào con. Dạ con chào cô ạ. Ngoài ra con còn hay ngủ trễ nữa. Cái là điểm yếu của con đúng không? Dạ. Điểm yếu là hay ngủ trễ nè. Dạ. Rồi nấu ăn không có ngon. Dạ. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con? Dạ con nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Dạ. Cơ bản thôi, còn mình dạ. Đi tiệc thì mình đặt về không có vấn đề gì. À. Nói nghe nè, nhìn á thiệt cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. À, cảm ơn cô nói nghiêm túc luôn á, ông qua dạ. Ông coi thử đi. Phu thê hả? Phu thê lắm luôn. Để qua coi. Ừ. Có những người tướng phu xe là mệt lắm nha. Phu thê thì được. Đây. Đâu, chưa có người yêu hả? Dạ con chào chú Kim. Rồi chào con gái điều dạ. Dưỡng sáng dễ thương à. Những người điều dưỡng á. Nhìn bé này tưởng tượng chim bồ câu má ơi. À. Ừ. Không? Đúng không? Ông đúng nhìn không? Ông tưởng tượng giống chim bồ câu à. Kế bên có đại bàng đó con. Diều hâu đứng kế bên luôn á. Quá trời. Sao lúc nào cũng kê tủ đứng tôi được hết là sao vậy? Cưng lắm. Tôi không cà khịa Hồng Vân không có vui. Phải cà gì cà khịa người này mới vui. Cà lâu lâu mối sống lái chết rồi. Quá mà. Mối lái mối lái chung cà khịa nhau chứ. Mối lái không cà khịa nhau là nó mất vui đi. Càng cà khịa càng thân quen đó nha. Trời ừ, thấy ghét không? Ơi. Có cái báo gì? Nào nói tôi với ông lên làm xui luôn rồi kìa. Báo với anh. Biết đâu được. Ha. Ê, tôi hồi hộp quá Linh. Mọi người biết sao không? Tại vì nhà Quyền Linh nhiều đất á, Vân thích lắm. Nói mai mốt đi Mỹ về coi tặng quà nào lớn lớn á.
Tặng quà lớn lớn. Tặng gì? Tặng xe hơi hay gì đó. Tặng là con Vân hả? À, tặng tặng cho cũng được. Tặng cho bé Lọ Lem hả? Tặng cái Lọ Lem hay là dẻ, bây giờ xác định đi. Đứa nào cũng được chứ. Đứa nào cũng được phải không? Tùy hai tụi nó thôi. Ok. Được cái tặng Đức Long Hải đó, cái gia trang. Ông cái đó mắc cười quá. Bà cũng nhiều giàu lắm. Thôi, mình ta đang là mai chuyện đi nói chuyện giống không à. Thấy hai đứa nó rung, thực sự đứa nào cũng rung và rất là tức là mắt á hay tức là mít ướt lắm, coi như là đụng tới cái gì cái là bắt đầu mắt mắt coi như là hơi có những cái tia lệ đó, bởi vì cô chú phải làm gì đánh lạc hướng cảm xúc của tụi con, hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà nó thư sinh lắm nha. Đây, bé này đây đó, chút xíu là mắt ngấn lệ đây nè, tôi biết hết á. Ừ. Đó. Lấy vợ mà điều dưỡng thì cũng cũng rất là gọi là phải hy sinh đó con. Nhưng mà hỏi em mấy mối tình rồi? Đôi khi á là mình đến mình nói chuyện về riêng bên đàn dâu, đàn gái cái đó. Thấy vợ điều dưỡng đó là phải hy sinh cá nhân của mình, bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó, con thấy hay sao? Dạ, cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một nghĩa cử cao đẹp đó con. Dạ. Còn con? Con có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình à? Lâu không con? Mối tình nó lâu không? Ừ, khoảng nửa, 6 tháng cô ạ. 6 tháng? Dạ. Mới đây hay lâu rồi? Cách đây khoảng hơn 1 năm rồi cô ạ. Hơn 1 năm. Lý do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng với quan điểm tôn giáo với con. Dạ. Con là? Con là theo đạo Công giáo ạ. À vậy hả? Con sao? Dạ, theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. À, nhưng mà con có đạo không? Dạ, con không có đạo. À, dạ. Vậy thì cũng không sao, giờ, không quan trọng. Học đạo lý đúng sao? Rồi, đúng rồi. Thấy không, không sao. Đạo nào cũng hướng về điều thiện đúng mà. Đúng rồi, đúng không? Rồi. Dạ. Mối tình đó giờ chia tay rồi, giờ nói 6 tháng, nói chung có ít quá mà. Coi như nó cũng chưa có yêu thì gì. Thì hỏi đi, hỏi coi là sâu đậm đến đâu rồi. 6 tháng chắc chưa sâu đậm. 6 tháng thì chưa sâu đậm chú cô ạ. À, như vậy có nghĩa là coi như là ngang tài ngang sức á, ngang ngửa đó ha. Kẻ tám lạng người nửa cân trong vấn đề giữ gìn gọi là trinh tiết đó. Ừ. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Vâng, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Người bên kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì đúng con rồi, chắc cô là có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99,9%. Cô đảm bảo chút xíu mở rào ra, nếu mà đúng như vậy á, thì là con nói liền cho cô nghe coi có phải như vậy hay không. Nha. Nhớ nha. Dạ. Rồi gái. Rồi con. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người thương là có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, chung thủy và biết chia sẻ, biết quan con tâm. Luôn. Dạ. Ông bao nhiêu phần trăm? Cả 100% luôn đó. Đó. Ông là trai rất hiền nha. Nói gì nói rất hiền đây, nhìn đó, gương mặt rất hiền, rất là dễ thương, có phúc hậu ha. Nói chung á, mà có thấy phu thê không? Được á. Đúng không? Hai khuôn mặt phu thê nè. Lấy nhau là sống coi như là răng long đầu trọc lóc luôn đó. Đúng. Thấy hai đứa nó hợp lắm luôn á. Chứ không phải hai đứa mình hay cà khịa đâu. Tại tôi ông là cũng như ông mai bà mối thôi. Ừ. Ha, tôi với ông không phải là phu thê. Được rồi. Okay. Bây giờ hỏi gia đình mình hỏi đi. Gia đình đi. Ừ. Con đi với ai vậy con? Dạ, con đi với bác ruột của con. À. Dạ. Dạ, mời bác ạ. Bác thấy sao nè bác? Dạ, bác thấy là bác gái thấy là hai cháu nó có cái nét phù thề không? Vâng. Cái cảm xúc của Vân á có giống chị không? À, xin chào MC Hồng Vân, xin chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Bác không nhớ họ. À, xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Tôi cũng xin được giới thiệu, tôi tên là Đinh Thị Kim Tuyến, là bác ruột của cháu Dương Thị Thu Hương. Thế thì cũng lý do là cháu báo đột xuất quá là vì do có sự thay đổi của chương trình nên là gia đình thì cũng không có xin nghỉ được để hôm nay đến đây với cháu, thì chỉ có mình tôi là đại diện cho gia đình. Thế thì tôi cũng xin có một cái vài cái ý kiến về gia cảnh của cháu Dương Thị Thu Hương. Thế thì cháu Hương thì là quê ở Hà Tây cũ mà hôm nay là thành phố Hà Nội. Mà gia đình thì cháu được sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nhưng mà bây giờ thì cùng gia đình sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cháu thì ở quận 12 và cháu làm việc ở bệnh viện 175. Mà đó là về gia cảnh, còn về bản thân cháu thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm và thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Mà thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa. Dạ, sống là cũng có tình cảm. Thế thì bác cũng mong muốn là hai cháu cho nhau cái cơ hội
để tìm hiểu. Nếu tiến tới được cái kết quả cuối cùng là xây dựng được với nhau thì là điều tốt nhất. Đó là điều bác mong muốn. Rồi, cảm ơn chị. Con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ và hai người em nữa. À, rồi. Dì trẻ quá dì ơi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cô Trương. Chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ. Rất là hiền với lại những cái mà con đưa ra là dì thấy bạn rất được. Hiền, nhìn dễ thương. Còn nói về một chút về Đạt á. Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới và cũng rất là ngoan, không hút thuốc, không uống rượu và cũng không có nghĩa là gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Chứ còn ngoài ra là cũng là người gọi là cầu tiến trong công việc thì cũng rất là gọi là cũng rất là quyết đoán, nhưng mà đặc biệt á, là rất là ngon. Nên cái điểm này là dì nghĩ là ok đó con. Thì dì cũng hy vọng là cả hai để cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, à, xin cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Dì cũng hiền dễ sao luôn ha. Thôi mở rào thôi. Ông phải nói nó mới mở. Mở rào. À, hai trẻ gặp mặt nha. Đạt với Hương ha. Hương Thu Hương. Thu Hương. À. Thu Hương. Thu Hương. Rồi, tới luôn Đạt. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ. Rồi, đây con tặng quà của mình đi con. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ, con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. Và mai mốt là về làm vợ con là sẽ sung sướng như là bà heo này đúng không? Dạ. Ăn no lại nằm thôi đúng không? Dạ, con cũng mong muốn là như vậy ạ. Nhiều con heo nó ủi cả đời thì không được. Đây đây, đưa cô cầm. Dạ, con heo đôi khi cũng khổ lắm á. Dạ. À, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ, anh có thể mở nó đi. Dạ. Là một quyển sách. Dạ. À, đây là cuốn sách mà em rất là thích. Có tựa đề là Chiến binh cầu vồng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực. Thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok dạ. Em cảm ơn. Anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Dạ. Rồi, hãy đi trở về chỗ đi. Ngồi nói cái cảm xúc coi nào. Vậy là em gái chắc là rất thích sách đúng không con? Dạ. Nhìn bằng sách là biết những người mê sách rồi. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương. Rất xinh xắn. Về... Nãy cô hỏi con nó đúng không? Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm? À là cũng phải 99% rồi cô ạ. Đó, đúng rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết chung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ và đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy thì dạ, tình yêu nó sẽ trọn vẹn và hạnh phúc. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Dạ, gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui do là kiểu em cũng hay bị xúc động. Dạ. Là cũng bị dời á nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Phương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ không, dễ bị xúc động. Dễ bị xúc động hả? Cái quan điểm về hôn nhân gia đình của Hương như thế nào, nói cho Đạt nghe đi. Thực ra thì hồi nãy khi mà Đạt nói cái quan điểm hôn nhân của Đạt thì con có đồng ý về cái quan điểm đó không con? Dạ con đồng ý ạ. Tại vì con nghĩ là tình yêu thì trong giai đoạn nào thì nó cũng cần cái sự tin tưởng và thủy chung. Hồi nãy chú Linh nói là chú Linh nói Đạt là có tới 100% cái điều con mong muốn á. Thì con thấy sao nè, con nói cho chú Linh nghe cho chú vui coi. Dạ thì chắc là tìm hiểu sâu thì chắc là nếu mà có cơ hội thì con mới có thể nói được kỹ hơn. Còn một cô gái rất là dễ xúc động ha. Dạ. Nói chứ cái công việc của Hương đó là đúng là một cô gái mạnh mẽ đó chứ. Bởi vì thực chất mà nói á, những ai làm cái công việc đó là phải thần kinh thép ghê lắm luôn á, đúng không con? Dạ. Bởi vì suốt ngày mình tiếp xúc với lại những bệnh cái... nhân người ta mệt á, người ta không có kiềm chế được đúng cái rồi, cảm xúc của người ta cho nên người ta dễ cáu bẩn lắm. Có bao giờ là con đem những cái cáu gắt, những cái áp lực của nơi con làm việc về nhà không? Dạ, thực ra thì con cũng có chia sẻ với gia đình với lại đồng nghiệp á. Dạ. Như công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Bây giờ nè,
là thường xuyên làm đêm. Đạt ơi. Dạ. Lại cầm cái giấy chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Nó bị lem chỗ nào đó, con bôi chỗ nào, con chùi chỗ đó. Con nào nước mắt không chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phân son của người ta. Nhẹ nhàng thôi, nhìn thẳng đôi mắt đó thấy sao Đạt? Dạ, rất là ấm áp ạ. Ấm áp. Thấy thương ha, có sức một sức hút ạ. Thương ha, dạ, thương, nhìn vô là mà thấy thương liền, khuôn mặt này rất là phúc hậu luôn. Bây giờ Đạt nói đi, hỏi xem mình hẹn hò thế nào đó Đạt. Em làm đêm là, tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? À dạ, là có thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. À, trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ là ngày hôm sau được nghỉ. Tức là một ngày là làm đêm 1 đến 2 buổi thôi đúng không? Ừ, một tuần là dạ, làm đêm. Dạ, đúng rồi. À. Dạ. Hương làm vậy, khoa nào vậy? Dạ, con làm khoa nội thần kinh ạ. Nội thần kinh hả? Trời dạ ơi, tội nghiệp. Vậy thần kinh đúng là thần kinh thép luôn á. Khoa đó là cũng nhức nhối đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Mỗi lần mà chú làm những chương trình vào những cái khoa nội thần kinh, ngoại thần kinh đó, thực sự là ra xong mình muốn đi tu luôn vậy đó. Thôi cũng sao đâu Hương ơi, dạ, tại vì thực ra con cũng áp lực bằng cô đâu, cô làm chương trình này á, trời dạ ơi, cô áp lực với chú Quyền Linh khủng khiếp luôn á. Mỗi ngày cô phải suy nghĩ coi ông chuẩn bị ông tung cái chưởng gì ra để mình đỡ nè, đủ thứ chuyện hết trơn á. Nói chung cũng làm việc với những người mà bị thần kinh nó mệt á. Không sao đâu, mỗi người mỗi dạ nghề con à. Dạ. Tôi sân khấu bà không nói gì thôi chứ. Bên kia bên xuống kia dưới chửi lên tơi tả luôn. Vậy chứ xuống hồi mà hết chương trình vô phòng là chửi tôi nó nghe không hết luôn. Thôi giờ lại trở lại hai đứa đi, hết xúc động cho con. Dạ. Hết xúc động chưa? Dạ được rồi. Rồi bây giờ cười tươi lên nào. Hả? Bây giờ hai đứa hẹn hò sao đi? Thử xem. Mình tổ chức hẹn hò lần đầu tiên ở đâu nè Đạt, đề ra thử xem. Công việc của anh là kỹ sư điện này, thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4 rưỡi chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông, là chơi đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ là anh về nhà. Thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ, tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất ấy. Thì cái thời gian mà tối trễ 11 12 giờ cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung của công việc của anh. Còn về cái công việc của em thì một tuần 2 đến 3 buổi làm đêm, thì còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Được nghỉ bù mà con, cái hôm nào làm đêm là hôm sau được. Vậy là hôm sau được nghỉ. Dạ. Còn chủ nhật là cũng làm luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. Dạ dạ. Đặt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi. Cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Mấy người làm điện cũng hay bị điện. Như con thì con chỉ làm điện, cái công việc của con là lập trình và thiết kế bản vẽ điện thôi. Con cũng không trực tiếp vào sửa điện hay là ấy. Vậy là con đi đường dây điện này kia trong các công trình đấy đúng không con? Vẽ bản vẽ đó đúng không? Dạ, công trình với lại nhà máy xí nghiệp ạ. Được. Bạn này là kỹ sư. Chứ không phải sửa điện. Bạn sửa điện là thợ điện thì mới sửa đúng không? Còn con là kỹ sư. Dạ. Thì quan điểm về quan điểm của anh là người phụ nữ giữ tiền. Anh mong muốn là mai mốt vợ mình là giữ tiền, không phải anh không giữ được tiền mà là anh muốn vợ mình giữ tiền để phụ nữ, người phụ nữ có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn ấy. Thì em nghĩ sao về vấn đề này? Dạ thực sự là em chưa nghĩ xa đến cái việc là giữ tiền, nhưng mà nếu mà ví dụ là em được chọn thì em sẽ nghĩ là hai người sẽ cùng quản lý và sẽ có cách để hai người quản lý. Tại do là em cũng không có biết nhiều về kinh tế tiền bạc, nhưng mà em nghĩ là do là mình cũng có công việc nên là những cái gì mà của mình thì mình có thể tự lo, và gia đình thì mình có thể chia sẻ với nhau. Rồi có một vấn đề nữa là anh là một người theo đạo Thiên Chúa ấy. Thì khi mà kết hôn ấy thì không phải anh chỉ mong muốn là em về chung với đạo anh thôi, còn cái vấn đề này thì cũng dễ thôi. Thì theo em thì em có về chung với đạo anh được không? Dạ thì nếu mà theo đạo của anh và thực sự hai người tiến tới với nhau thì em sẽ theo. Cảm ơn em. Dạ. Xin con để cái muốn trai gái gì bàn nhau luôn đi. 27 rồi cưng. Dạ. 27 con gái hai cỡ 28 tuổi sanh á là đã là coi như là hơi muộn rồi đó. Chú là tới ba mấy tuổi mới tới vợ rồi, con giờ còn nhỏ quá. Cha già con mọn nó con cô là cô là cô 28 tuổi là cô sanh chị đầu á. Là chị năm nay là chị đã lấy chồng rồi. Vậy là bạn ở đây 27 tuổi thì nếu mà có lập gia đình luôn cùng chung với con thì là năm sau cũng là 28 tuổi, bằng tuổi với cô đấy ạ. Đó là sanh đứa con mà sanh thường cái tuổi đó con nó thông minh mà nó dễ nuôi lắm, khỏe. Thôi thì quá tuyệt vời rồi. Thôi bạn với bạn đi con đó, em có đồng ý vậy không? Hỏi đi. Theo anh thì vấn đề con cái thì
anh thích một nam một nữ. Dạ thì con cái thì với em là cũng là duyên trời cho thôi. Và ai cũng hy vọng là con mình nó khỏe mạnh thì em cũng vậy. Và em không quan trọng nam nữ, miễn là con nó khỏe mạnh là được. Dạ. Hồi xưa chú giống như Đạt, chú cũng muốn một trai một gái đó con. Dạ. Khó lắm con ơi. Mà con hỏi ví dụ như bây giờ cô hỏi ví dụ như giờ Đạt là đủ khả năng để mà nuôi vợ ở nhà để vợ chăm con không? À dạ con... vâng, cái vấn đề này thì nói chung là con cũng có một cái khoản vốn rồi. Con cũng đủ tự tin vào khả năng của mình để tin nuôi là, được tự tin là vợ lấy vợ đó là vợ sanh rồi lấy vợ ở nhà chăm con khoảng năm rồi đi làm lại đúng không? Ví dụ vậy. Và bây giờ Đạt tiến tới hai tay nắm với tay Hương ha. Rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì. Và hát một đoạn bài hát nào đó tặng cho Hương đi. Hương đang rất là xúc động đó Đạt. Nắm hai tay luôn. Nhìn mặn, thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu. Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ, em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều. Em à, đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta. Và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp. Em nhé. Rồi, em cảm ơn ạ. Dạ, con nói gì đi, con dạ, nói gì đi. Thực sự là để tiến tới hôn nhân thì là nó là một cái hành trình dài của hai người. Và em cũng hy vọng là dù là mình có tiến tới hay không hay gì là mình không tới được thì mình cũng trân trọng ngày hôm nay và cái hành trình sau đó. Em nghĩ là cái hành trình thì nó cũng rất là quan trọng. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, rồi em cũng xin tắt hát tặng anh và chương trình bài hát là yêu anh dài lâu. Dạ. Anh như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm văn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu anh thi tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh đậm sâu. Anh, em đã thương anh từ lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Rồi, cảm ơn em. Rồi, vậy là coi như bấm nút luôn được rồi đó. Đó, yêu dài lâu quá. Về đi con. Rồi, bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Đây này con. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, suy nghĩ, kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu mình thấy đây không phải là một nửa mảnh ghép của mình, không hợp với mình, trái tim mình không rung động, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân, hàng triệu khán giả. Đừng dối lòng mình nha. Khi bấm, chỉ bấm khi thật sự trái tim rung động. Chuẩn bị 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng hai trẻ. Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Rất hợp lý luôn đó. Hai hôm này bữa sinh con để con đẹp lắm nè. Linh đẹp hôm bữa Vân quay cái vợ chồng son á, là có một cặp á, họ không có bấm nút nhau. Tức là tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Rồi á, bạn nữ tham gia một số, bạn nam đúng tham rồi gia một số, không bấm nút. Không bấm nút cái tự nhiên vô yêu chéo cái là hai thành vợ chồng luôn, thế là tham gia chương trình vợ chồng son. Cặp này đẹp quá à. Đẹp á. Cảm ơn chú ạ. Hai đứa đẹp đôi lắm á. Cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng nó để nó phát triển và để đi đến một cái kết quả tốt đẹp nha. Hai đứa đều hiền như nhau vậy đó. Dễ thương lắm. Những người lớn chúng ta có trách nhiệm là hãy hỗ trợ cho hai cháu làm sao để có thể đến với nhau được nha. Không, mà con yên, tức là cái cảm nhận của cô á, cô thấy cái bạn Đạt này á là một người rất là ấm áp, một người biết lo lắng chăm sóc cho cái người mà mình yêu. À, nhất là nếu mà con là vợ nữa thì chắc chắn là như vậy. Đó còn là cái kế điều mà con rất là may mắn luôn á, cái đó cô nói nghiêm túc luôn. Con hãy thiết kế cho mình á, một cái bạn vẽ nha, một cái dự án thật là kỹ càng trong tình yêu cho đến hôn nhân luôn. Bởi vì kỹ sư mà vẽ nên dự án đường điện cả công trình lớn còn làm được mà. Đây là một cái đường dây điện về tình yêu, suốt cả một chặng đường nó cũng phức tạp lắm. Hãy lên phương án đó, dự án đó để cho nó thật đẹp, để cho tình yêu luôn luôn sáng như ngọn đèn ở
trong cuộc sống rồi con nha. Dạ, cảm ơn chú ạ. Chưa nữa cưng, chưa còn hôn nữa, cái hôn đầu tiên. Cái hôn đầu tiên anh dành cho em á, dành cho em. Vâng. Nắm tay có bác. Có bác. Không, con có biết không, cái đó là con hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đó, cái chương trình họ là nội quy là họ như vậy đó. Đặt nó với bác đi. Dạ, con chào bác ạ. Hôm nay đến với chương trình con rất vui khi gặp em Hương ở đây. Cảm ơn bác đã đến chương trình cùng với em Hương ạ. Là người đồng hành cùng với em Hương trong chương trình ngày hôm nay. Tính cách của em Hương thì con thấy là rất phù hợp với lại tính cách của con. Con chưa hứa trước được điều gì nhưng mà bác chấp nhận cho con và em Hương sống chung với nhau thì con sẽ cố gắng hết sức làm tất cả để cho em Hương có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ ạ. Thì ở đây con xin phép bác. Dạ. Giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Trời ơi. Trời ơi. Bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng mong muốn cái giây phút này cả. Đó là những tình yêu và những cảm xúc đến từ con tim. Nhìn vào mắt Đạt chúng ta đều thấy điều đó. Hương bây giờ muốn, thì con để Hương có muốn nói gì với dì không? Thấy dì rất là lo cho cháu. Cháu này là cháu, dì là em của mẹ đúng không? Đó. Dì ruột đó, dì với dì mẹ ruột rồi đó. Thì đó. Thì dì, con muốn nói gì với dì không? Dạ, dạ. Con hôm nay được gặp dì ở đây thì con rất là cảm ơn dì và gia đình đã đến. Và con xin được... con xin gọi là... Sẽ giống như là sẽ duy trì cái mối quan hệ này và trân trọng nó hết sức có thể. Dạ. Rồi. Dạ.